1001 câu chuyện. Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay chúng ta sẽ chơi bộ tranh tương tác của cô Ti Xanh, bộ nuôi mèo. Mèo 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 mèo. Nhà ai có nuôi mèo không nè? Thì hướng dẫn chị chơi bộ này xem. Nó có hai tấm nha. À, một tấm này trời ơi, con mèo nó được đi siêu thị luôn nè, trời ơi, đã nghĩ gì nè, quán ăn dĩa hè cho mèo. Còn bên đây là gì ta? Wow, khu vui chơi, suối nước nóng để tắm mèo nè, trời ơi, tắm rồi ngồi, đã chưa? Còn đây ha, lần hồi nữa mình sẽ cắt ra. Tiếp theo để chị coi coi, trời ơi, chỗ này là nấu thức ăn cho mèo, chỗ này là hồ bơi luôn, trời ơi, nè nó đi cắm trại luôn nè. Rồi bên đây, để chị xem, bên đây thì sẽ là giường của mèo. Và cái chỗ này là phòng khách của mèo. Wow, quá xịn. Mà là con mèo nó quá xịn luôn. Trời ơi, chơi bộ này xong có khi nào tôi thích làm mèo không vậy ta? Thôi thôi, không nói nhiều nữa, sẽ cắt ra. Yeah, đây chị đã cắt xong rồi nè. Đây là những cái phần phông nền nha. Và các bạn lưu ý là cái chỗ này nè, mình còn phải cắt cho nó rời ra như thế này, để bạn mèo có thể xuống dưới hồ bơi mà bơi ha. Tên tên, tiếp theo thì các bạn thấy gì không? Đó, những bạn mèo, chuột, cá, thức ăn, đồ đó thì chị cũng đã cắt ra và dán nó lên, trông nó giống như là những cái sticker. Và còn có dán cả băng keo trong, ấy lộn, băng keo hai mặt ở phía sau nữa nè, để cho bạn mèo có thể là cầm bình sữa uống. Đó, rồi có thể ăn cá. Nói chung là mình có thể chơi được rất là nhiều kiểu khác nhau nha. Quá xịn luôn đúng không nào? Và bây giờ là phần quan trọng tiếp theo nha. Chúng ta sẽ dán những cái này lại với nhau. Đầu tiên thì các bạn sẽ dán theo kiểu đâu rồi? Phòng khách nè. Đó, các bạn sẽ xếp trước nha. Đây là phòng khách. Sau đó thì sẽ đến là phòng ăn. Các bạn sẽ xếp lên như thế này luôn. Rồi, tới là phòng ngủ nè. Mình xếp theo như thế này luôn. Rồi, mèo sẽ đi chơi suối nước nóng. Rồi đi tắm hồ bơi. Sau đó là sẽ đi ăn. Đó, các bạn đã xếp theo như thế này rồi. Nhìn nó xè ra như cái quạt vậy đó. Nhưng mà biết sao không? Bây giờ ha, các bạn chú ý cái bước này nó rất là quan trọng luôn nha. Chúng ta sẽ lật nó ra như thế này. À, để từng tấm một. Đây, các bạn sẽ lật nó như thế này nè. Rồi sẽ dùng cái băng keo trong nha. Đó, mình sẽ dán cố định lại như thế này. Đó, rồi các bạn sẽ cắt cái phần hở ra nè. Đó, cái phần mà để mình có thể gấp lại á. Đó, cắt hai bên này nha. Rồi gấp nó vô. Rồi như vậy là đó, thấy không? Mình sẽ lật qua như thế này. Và liên tục như vậy ha, các bạn sẽ lật cái này qua. Rồi để cái trang kế tiếp. Tiếp tục là dán băng keo trong lên. Và cứ tiếp tục như thế này nha. Đó, dán tiếp tiếp vô. Yeah, và như vậy nè. Đó, các bạn xem ha, chị đã dán xong rồi đó. Thành một cái quyển sổ. Này ha, đây là căn nhà của mèo, có phòng khách nè, sau đó tới phòng bếp nè, sau đó là tới ngủ rồi đi chơi. Đó, nó đã giống như là một quyển sổ vậy đó các bạn, rất là thú vị luôn nha. Nào, và bây giờ chúng ta sẽ cùng chơi nha. Đây là phòng khách của ba chú mèo, à của hai chú mèo thôi. Đó là mèo vàng nha và mèo tam thể màu vàng. Và ngày hôm đó thì có mời một bạn tới chơi, đó là bạn mèo xám. Meo 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 meo. Trời ơi, công nhận nhà của mấy bạn đẹp quá. Meo 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 meo. Nhưng mà mình đói bụng rồi. Hai bạn có mời mình ăn gì không? Rất may mắn, hai vợ chồng mình vừa mới mua hai con cá rất là ngon và cả một phần phô mai nữa. Bạn vô trong bếp đi, chúng ta cùng ăn nha. Nào em yêu, chúng ta hãy cùng chuẩn bị bữa ăn mời mèo xám nhé. Meo meo meo. Đây là bạn mèo xám được dẫn vào trong căn bếp. Ha ha. Hai anh hãy ngồi đây chơi nha. Em sẽ vào lấy cá và chiên lên, chúng ta cùng ăn ha. Vậy là cô mèo đã vào trong chiên một con cá thứ nhất nè. Đó, chiên xong á thì thấy lấy dĩa ra. Rồi lấy thêm một con cá màu vàng nữa nè. Chiên xong bỏ qua đây. Rồi cô mèo sẽ ôm cái dĩa này. Wow, cá mới chiên xong rất là ngon nè. Xin mời hai anh hãy ăn đi. Wow, nhìn con cá to thật to. Công nhận vợ của anh giỏi thiệt luôn á. Làm cá ngon quá. Ơ, nhìn hai đứa mình ăn. Rồi cô ấy sẽ ăn gì đây ta? Cậy đi, nhâm mi nhâm mi nhâm mi nhâm mi nhâm mi nhâm mi. Thôi, uổng công mình chiên cá cho ăn, đến hồi ăn không thèm mời mình một tiếng nữa, giận quá trời giận luôn á. Và cô mèo đi cất dĩa nha, cô rất là bực mình, cho nên cô lấy hũ pate ra và tự ăn. Nhâm mi nhâm mi, nhìn đang ăn thì lại bị kêu. Em ơi, bây giờ tụi anh đi tắm suối nước nóng nha, em hãy mang pate và thức ăn theo, còn bây giờ thì hai anh đi trước đây nha. Trời đất ơi, đó, ông chồng của tôi, ông mê chơi với bạn, ông bỏ tôi làm đủ thứ hết hà. Nhưng rất may,
là cô mèo có hai người bạn, đó là chuột nhắt. Các bạn thấy rất là lạ đúng không? Tưởng đâu á là mèo thì không chơi với chuột, chuột thì ăn vụng đồ của mèo, nhưng không đâu. Chúng ta là bạn thân. Bây giờ bạn có muốn không, mình sẽ đi theo hai người kia để phá hai người kia cho đỡ tức. Ok, nhờ hai bạn đi theo phá cho hai người đó khỏi chơi khỏi ăn luôn. Còn bây giờ mình mệt quá, mình đi ngủ. Hai phần pate này mình mời hai bạn đó. Chí 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 chí, trời ơi, công nhận pate ngon quá đi. Hai người kia sẽ biết tay ta. Còn cô mèo vì buồn người chồng của mình không quan tâm gì đến mình hết, cho nên là cô ta đã đi ngủ và đắp chăn ngủ sớm luôn đó. Còn hai người chồng thì vừa đến khu vui chơi suối nước nóng. Trời ơi, lần đầu tiên mèo được đi tắm nước nóng. Để đứng đây xem coi nha. Miu 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 miu. Trời ơi, nước nó nóng lắm đó nè. Trời ơi, nóng dữ dằn lắm ông ơi. Ừ, tôi cũng sợ nước lắm đó. Hay làm đi chơi câu cá đi nha. Ok, rồi thôi đi. Chúng ta sẽ không chơi ở đây nữa. Chúng ta sẽ đi qua bên đây để đi cắm trại nè. Đó, rồi. Ở đây thì sẽ có một cái phao nha. Nó có hồ bơi luôn á. Đó, rồi. Sẽ có cái này để cho chúng ta chơi câu cá. Và đây là cái cần câu nè. Trời ơi, câu đi. Tưng 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 tưng. Câu gì nó có con cá sẵn luôn nè. Đó, có cá sẵn luôn. Chỉ cần nướng lên là có thể ăn được rồi. Thích thật luôn á nha. Mình á, đi bơi đi. Đó, xuống đây bơi nè. Đó, xuống đây để bơi. Rồi chờ vợ tôi đem pate rồi tới nha. Ok, trời ơi, tôi sợ nước cho nên là tôi nằm ở trên phao. Và trong khi hai người này á hả, bơi tung tăng thì hai con chuột đã tới đây. Ăn cắp con cá đi. Yeah. Ơi, sao lại lấy cá của tôi? Trời, con chuột đáng ghét. Ơi, bực mình quá, hồ này cũng hết rồi. Thôi lên đi bạn ơi, mình đi ra quán ăn. Con cá của mình đã bị chuột nó lấy mất tiêu rồi. Trời ơi, tức mình quá. Được rồi. Đây, có nước xà bông này, mình sẽ xịt tắm nha. Mình sẽ xịt tắm. Ý mà có vòi nước đâu? Để mình lấy cái vòi nước. Đây, là bạn này đang lấy cái vòi nước này để xịt. Thì mèo con mồi con chuột chít. Nó lại lấy cái này đi luôn. Trời đất ơi, ngày gì mà xui xẻo dữ vậy nè. Thôi, chỗ này không được rồi, nhiều chuột quá. Chúng ta sẽ đi qua bên đây, khu ăn uống nè. Đó, mình sẽ ngồi đây. Quên nữa, trả cái đồ tắm lại. Rồi nha, chúng ta sẽ kêu đồ ăn thôi nè các bạn ơi. Đây, chúng ta sẽ kêu món này. Rồi kêu phô mai. Đây nha, mình sẽ kêu phô mai nè. Bỏ lên bàn nè. Đó, để mà ăn. Quên nữa, hồi nãy tắm xong mà quên chải lông các bạn. Đó, chúng ta sẽ chải lông cho mèo. Chải lông cho mèo. Đó, rồi sau đó sẽ lấy vitamin đồ nữa để chăm sóc mèo nha. Cái quán này người ta chăm sóc rất là kỹ luôn. Tuy nhiên á, là con mèo, ý lộn con chuột các bạn, nó chạy vòng. Trời ơi, nó phá quá trời phá luôn. Cũng sợ nó hết trơn hết trọi luôn á nha. Đó, và cuối cùng thì hai người này không ăn được gì hết. Cầm cây xúc xích dí con chuột nhưng cũng không có làm được cái gì nó luôn. Đó, và câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay là chị tự nghĩ ra đó. Không biết là các bạn thấy có vui không. Đó, là câu chuyện là hai vợ chồng mèo, ông chồng mê chơi với bạn, bỏ bê bà vợ, và bà vợ nhờ hai con chuột quậy phá hai bạn mèo. Rất là dễ thương đúng không? Đó, không ăn uống gì được hết luôn. Cuối cùng con mèo, con chuột nè, nó ăn phô mai luôn nha. Hoặc là các bạn có thể chơi thêm một cách khác, đó là mình sẽ chăm sóc cho hai mấy bạn boss mèo. Đó, giống như là bây giờ nè, đó, sau khi quậy phá hai cái bạn mèo kia thì hai bạn chuột mới đem trà sữa về cho cái bạn này. Ngon quá. Ăn kem nữa nè. Quá tuyệt vời luôn nha. Bởi vậy qua câu chuyện này thì chúng ta mới biết được là hai bạn chuột thật sự mới là người bạn tốt của người vợ nha. Còn hả, hai cái ông này nè, đó, mê ăn mê chơi, bỏ vợ của mình ở nhà làm lụm cực khổ đó, và cái kết là đã bị chuột nó phá tùm lum hết luôn nha. Và cách chơi của bộ sticker ấy, động của cái bộ tranh tương tác chăm thú cưng này của cô tiên xanh này cũng rất là vui luôn. Đáng lý ra là mình chỉ chăm sóc những bạn mèo dễ thương thôi, nhưng chị lại làm thành một cái câu chuyện gia đình mèo cũng khá là mắc cười đúng không? Đó, nếu các bạn cảm thấy hay thì cho chị một like và đăng ký thành viên kênh Một Ngày Là Một Câu Chuyện, để chúng ta cùng tạo nên những câu chuyện nó hơi kiểu như là lạ một chút xíu. Sáng tạo, mà mình sáng tạo nội dung thì mình phải tạo cho nó lạ một chút xíu, chứ còn mình chăm sóc mèo thì nó cũng hơi bị bình thường rồi đúng không? Ai mà chẳng biết chăm sóc. Các bạn nào ở nhà đã từng nuôi mèo và biết chăm sóc thì comment ở phía dưới nha. Chúng ta chỉ việc cho ăn rồi chải tóc rồi dẫn đi chơi thôi. Còn để tạo ra một câu chuyện hồi nãy á, là chị cũng phải suy nghĩ rất là nhiều luôn. Hy vọng sẽ giúp cho các bạn vui và yêu thích nha. Còn bây giờ thì bye bye, chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau ha. Bye bye.